Cây cỏ lạo hay còn có tên gọi khác là cây cộng sản, cây bóp bóp, cây ba bóp, thuộc họ cúc. Cỏ lạo thường được sử dụng trong y học cổ truyền với mục đích cầm máu, chữa gã lở, viêm đại tràng, sốt rét, viêm loét dạ dày, đau nhức xương khớp và nhiều căn bệnh khác. Cây cỏ lạo là một loại cây nhỏ có chiều cao trung bình khoảng từ 1 đến 2 mét. Cây mọc thành bụi, phân nhiều cành nằm ngang, thân tròn, màu rất nhạt, lông nhỏ mịn. Lá mọc đói hình gần tam giác, hai mặt lá cùng màu có lông mịn, dày hơn ở mặt dưới. Cụm hoa mọc ở đầu cành thành ngũ kép, gồm nhiều hoa có mùi thơm, tụ hợp thành hình đầu dài khoảng 1 cm. Cỏ lào là loại cây ưa ánh sáng, chịu được hạn và có thể sống được trên mọi loại đất. Cây cỏ lào có thể thu hái được quanh năm. Sau khi thu hái, cắt, rửa sạch, sau đó dùng tươi hoặc phơi khô đều được. Trong trường hợp nếu phơi khô, ta cần chú ý khâu bảo quản thật cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến công dụng của chúng. Bên cạnh đó, loại thảo dược này còn có thể dùng toàn bộ các bộ phận để làm thuốc. Tuy nhiên, lá cây vẫn thường được sử dụng nhiều nhất do dễ dùng và có nhiều tác dụng. Cây cỏ lào có vị hơi đắng, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng sát trùng, cầm máu. Cây được dùng để chữa tiêu chảy, kiết lỵ, đau nhức xương, ghẻ lở, phòng và điều trị đĩa cắn. Một chế phẩm từ cao của lá cây cỏ lào chữa một số bệnh về răng miệng. Cỏ lào còn được dùng để chữa bỏng và vết thương phần mềm. Cỏ lào là một trong những loại dược liệu đem đến nhiều công dụng, nên các thành phần hóa học có trong cây cũng tương đối đa dạng. Điển hình như tinh dầu, phosphor, tannin, alkaloid. Các thành phần tự nhiên này được các chuyên gia đánh giá là khá lành tính. Chính vì thế, nếu ta dùng đúng cách, có khả năng mang đến nhiều lợi ích, đồng thời hỗ trợ cải thiện nhanh chóng các triệu chứng của bệnh. Cây cỏ lào mang lại nhiều công dụng tác dụng tốt cho sức khỏe, do đó nhiều người đã ứng dụng loại thảo dược này để điều trị những bệnh lý khác nhau. Bên cạnh đó, với mỗi loại bệnh sẽ có cách dùng riêng. Sau đây là một số tác dụng công dụng cũng như bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ lào. Bài thuốc chữa vết cắn do đĩa và vắt cắn. Ta chỉ cần lấy một nắm lá cỏ lào đem rửa sạch để ráo nước, sau đó vò nát, rồi dùng tay ấn trực tiếp thảo dược vào vùng da đang bị chảy máu. Để nguyên lá thuốc như thế trong vài phút sẽ có tác dụng cầm máu rất hiệu quả. Cỏ lào có tác dụng làm giảm đau nhức xương khớp. Để cải thiện các cơn đau nhức xương khớp do bệnh viêm khớp, thoái hóa cột sống gây ra, ta chỉ cần sử dụng phương pháp rất đơn giản từ cây cỏ lào. Đó là ta cần chuẩn bị 8g cây cỏ lào ở dạng tươi, phối hợp với 12g dây đau xương. Đem hai nguyên liệu này rửa sạch rồi đi sao vàng và sắc lấy nước để uống hàng ngày. Người bệnh cần kiên trì sử dụng trong một thời gian ngắn, sẽ thấy các triệu chứng thuyên giảm đáng kể. Có tác dụng chữa viêm loét dạ dày. Ta cần chuẩn bị 20g cây cỏ lào kết hợp với 20g dạ cảm, 30g lá khôi, 5g tam thất nam. Tất cả các dược liệu trên đem rửa sạch, sau đó cho vào nồi đất, sắc lấy nước uống hàng ngày. Lưu ý người bệnh cần kiên trì áp dụng, sau một thời gian, tình trạng bệnh viêm loét dạ dày sẽ được cải thiện đáng kể. Cỏ lào có tác dụng chữa viêm đại tràng. Ta cần chuẩn bị 20g cây cỏ lào kết hợp với 10g khổ sâm, 25g bạch truật. Tất cả các nguyên liệu trên đem rửa sạch và sắc cùng với lượng nước vừa đủ. Sau đó dùng uống hàng ngày và sử dụng liên tục đến khi các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng được cải thiện. Cỏ lào có tác dụng trị viêm nhiễm đường ruột và tiêu chảy. Người bệnh cần chuẩn bị 150g cỏ lào ở dạng tươi, nếu sử dụng loại khô thì khoảng 50g. Đem dược liệu đi rửa sạch rồi hãm với nước sôi, giống như hãm trà để sử dụng hàng ngày và uống liên tiếp trong vòng 2-3 ngày, ta sẽ cảm thấy các triệu chứng của bệnh được cải thiện. Cỏ lào có tác dụng chữa bong gân. Ta chỉ cần hái một nắm lá của cây cỏ lào đem rửa sạch, giã nát và đắp trực tiếp vào khu vực bị bong gân. Các thành phần dược tính của cây cỏ lào sẽ giúp tiêu sưng và hỗ trợ giảm đau rất nhanh chóng. Có tác dụng giúp tan máu bầm và cải thiện các vết thương tại phần mềm. Ta chỉ cần sử dụng một nắm lá cây cỏ lào đem rửa sạch,
giã nát, sau đó đắp trực tiếp lên các vết thương và vết bầm tím. Mỗi ngày áp dụng một lần, chỉ sau 3 đến 4 ngày tình trạng máu bầm sẽ tan, đồng thời các vết thương cũng giảm sưng đáng kể. Cỏ lào có tác dụng chữa lị chuột khuẩn. Ta cần chuẩn bị 150g cỏ lào ở dạng tươi, đem rửa sạch và nấu cùng với 500ml nước. Sau đó đem lọc lấy phần nước để uống và loại bỏ bã và chia thành 3 lần uống trong ngày. Có tác dụng chữa trị táo bón. Đối với trường hợp này, ta chỉ cần sử dụng khoảng từ 3 đến 5 ngọn cỏ lào, đem rửa thật sạch và nhai trực tiếp cùng với vài hạt muối, bệnh sẽ nhanh chóng khỏi. Các bạn thân mến, mặc dù cây cỏ lào mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao khi chữa bệnh và ngăn ngừa xảy ra một số tác dụng phụ, trong quá trình sử dụng ta cần lưu ý một số điều như sau. Trong cây cỏ lào có chứa một chất độc nhẹ, do đó người bệnh chú ý sử dụng đúng liều lượng như hướng dẫn, tuyệt đối không được tự ý dùng quá liều dẫn đến ngộ độc. Một số tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng thảo dược là buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. Và khi thấy xuất hiện các triệu chứng trên, ta ngưng dùng ngay và liên hệ với bác sĩ để được hỗ trợ. Hiệu quả các bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ lào chỉ áp dụng đối với tình trạng bệnh nhẹ, chưa có những triệu chứng và biến chứng xấu. Do cơ địa của từng người và mức độ bệnh khác nhau nên kết quả đạt được sau khi áp dụng các bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ lào cũng không giống nhau. Bên cạnh việc dùng cây cỏ lào để điều trị bệnh, ta cũng cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt sao cho phù hợp. Để áp dụng loại dược liệu này để điều trị một số bệnh nhằm đạt hiệu quả cao, cần tham vấn ý kiến của thầy thuốc đông y hoặc các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể nhằm tránh các biến chứng. Trên đây là một số thông tin mang tính chất tham khảo về những công dụng, tác dụng bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ lào, hay còn gọi là cây yến bạch, cây cộng sản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào.